Tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Chile đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thảm họa cháy rừng tại thành phố Valparaíso và khu vực phụ cận. Ước tính là vụ cháy rừng đã khiến cho 99 người thiệt mạng. Bên cạnh thiệt hại về người thì thảm họa còn khiến cho hàng trăm hecta rừng và hàng nghìn ngôi nhà bị thiêu rụi. Đây được xem như là thảm kịch đau thương nhất mà Chile từng phải trải qua kể từ trận động đất vào năm 2010. Nhìn từ trên cao, thành phố Valparaíso chỉ toàn một màu xám xịt. Vốn là một thành phố du lịch nổi tiếng, thế nhưng hậu quả của vụ cháy rừng dữ dội những ngày qua đã phủ một sắc màu ảm đạm lên nguồn sinh kế chủ yếu của địa phương này. Khi gia đình ông Sergio Espejo trở về nhà, chờ đợi họ chỉ là những đổ nát và tro tàn. Lục tìm trong đống đổ nát ấy, tất cả những gì họ tìm được chỉ là một chiếc đĩa và một phần của con búp bê sứ. Ngôi nhà vừa là nơi ở, vừa là xưởng làm việc của ông Espejo. Nhưng vụ cháy rừng đã thiêu rụi tất cả. Giờ đây, ở tuổi 60, vợ chồng ông sẽ phải làm lại từ đầu. Chúng tôi là những người cẩn thận để phòng ngừa thiên tai như động đất chẳng hạn. Chúng tôi dự trữ rất nhiều đồ ăn. Thế nhưng tất cả đã bị thiêu rụi trong lửa. Nhà cửa, tài sản, tất nhiên là cả thực phẩm. Nhà chức trách Chile đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng. Hiện lệnh giới nghiêm đang được áp dụng tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tạo điều kiện cho công tác dập lửa, cứu hộ người dân, cũng như ngăn ngừa các hành vi tội phạm có thể bùng phát. Chính phủ Chile đã huy động nhiều trực thăng, máy bay, các đội cứu hỏa và bảo vệ rừng để cùng chiến đấu chống giặc lửa. Đám cháy đã lan rất nhanh. Trong khi đó, điều kiện thời tiết như nhiệt độ cao, gió mạnh càng làm công tác chữa cháy trở nên khó khăn hơn. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hết sức để cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt. Tuy nhiên, tôi rất đau lòng khi phải thông báo rằng con số thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao. Các đám cháy rừng thường xảy ra do nắng nóng mùa hè và hạn hán. Tuy nhiên, trong vụ cháy lần này, nguyên nhân còn có thể do sự phá hoại của con người. Hiện vụ việc đang được điều tra. Giao thông ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy thuộc miền Trung và miền Đông của Trung Quốc đã bị gián đoạn do tuyết rơi dày từ ngày 31 tháng 1. Tình trạng gián đoạn này diễn ra giữa lúc người dân Trung Quốc đang tấp nập về quê để đón năm mới. Tính đến sáng Chủ nhật, thì hơn 95 trạm thu phí đường cao tốc tại tỉnh An Huy đã phải đóng cửa do điều kiện tuyết rơi và đóng băng ảnh hưởng đến nhiều du khách tự lái xe trong khi di chuyển trên đường cao tốc và trong thời gian cao điểm. Thời tiết xấu thì cũng khiến cho hơn 200 chuyến bay bị hủy tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Hoạt động vận chuyển bằng đường sắt tại các tỉnh cũng chịu nhiều tác động. Hàng trăm chuyến tàu đã phải tạm dừng vận hành trong khi nhiều tuyến đường sắt cao tốc tại Hồ Nam bị áp đặt các biện pháp hạn chế tốc độ.